Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2023 anh em. Thì hôm nay em có vô mấy món đồ chơi rất là hot luôn anh em. Đây. Đây là một tổ lửa non cả nha. Một tổ lửa non nha. Gồm 3 con anh chị ha, 3 con nha. Một tổ lửa non 3 con là có hai trống một mái nha anh em. Những cái con mà em bấm dây này là chim em bao trống nè. Lại bán 600 ngàn một con trống nha. Con máy thì em bán 300 ngàn ha. Rồi. Quay đồ mới vô trước nha anh chị. Quay đồ mới vô trước ha. Rồi, thêm một con than bông nữa anh em. Một con than bông nè. Nó có một cái chấm bông bự ở dưới cổ ha. Đó, có một cái chấm bông bự dưới cổ. Mà con này là than bếp vàng, dài 21cm luôn nè. Em đang bán 500 ngàn nè. Rồi, anh em chơi gọi em ha. Rồi, với lại nay em vô thêm một lô chim hút mật 5 màu cắm hạt. Cái loại chim mà đang rất là hot luôn nè. Anh em mua về chơi thì liên hệ màu ha. Thì cái giá mà lúc trước nó 150-200 thì nó đã không còn nữa rồi anh chị. Bây giờ nó đã lên giá rồi anh em nha. Cắm ướt không bây giờ, cắm ướt không bây giờ là đã khi là 100-150 một con rồi anh em. Nên mà không có bán giá cắm hạt được nha cả nhà ha. Rồi ok nha. Hiện tại giờ anh em họ đang bán ra tầm là 300 ngàn một con. Chim ok ha. Cắm hạt cứng cả nhà nha. Đây. Em chia anh em luôn 300 ngàn con nha anh chị. Đó, giật giá nó leo thang, phong trào nó lên, nó giật giá leo thang cả nhà. Đặt từ hôm bữa tới giờ mới có được mấy con. Không có nhiều luôn cả nhà. Đó, 300 ngàn một con ha. 5 màu cắm hạt anh chị. Rồi. Mà cắm hạt ha. Rồi. Tiếp luôn. À con 7 màu nữa nè. Em có vô 7 màu nữa nè. 7 màu chiền nha anh em. 7 màu chiền ha. 7 màu chiền nha anh em. Rồi 7 màu chiền thì em bán 200 ngàn con thôi. Còn cái con nào chỗ 80-90% á anh em là 250 một con ha. Như vậy là 250 nè quý vị, 250 nè. Còn con chiền chỗ ít thì 200 ha. Rồi con đuôi trẻ em cũng còn hàng luôn nha. Đuôi trẻ cắm hạt 400 ngàn một con. Đây Đà Lạt đuôi dài. Đà Lạt đuôi dài mức mướt 500 ngàn nha anh em. Đó. Cánh hơi bung bung thì bán 400 ngàn thôi. Này như con này đẹp mênh mang luôn nè. 500 ngàn một con ha. Rồi dưới đây em có một con lưỡi chiền luôn. Anh em nào chơi gọi em 400 ngàn con. Chia cho anh em mình con này thì 400 thôi ha. Đó, em nghe cũng hít gió rồi. Nghe chập chập đuôi rồi ngon lành lắm anh chị. Đó không cả nhà. 400 ngàn con lưỡi chiền này nha. Thầy nào chơi gọi em. Rồi dưới đây có còn con gì quay con đó nha anh em. Nè, Đà Lạt đuôi dài nè, đẹp ghê không mọi người. Quá cháy luôn cả nhà. 5 xị một con ha. Cái lồng này nó không có phụ kiện gì, cái lồng sắt này là 80 ngàn nè. Anh em mua về nuôi hút mật, ốc mít đồ chơi cũng được, rẻ ghê cả nha. Rồi. Ngực cam luôn nha, em cũng còn ngực cam luôn cả nhà. Đây là chim ngực cam đây. Tranh thủ em quay để em có đi công chuyện nè. Anh em quay sớm nè, chứ còn chim còn kiện chim nữa, có xác pháo vô nữa. Sát pháo với bảy màu em đang vô nữa. Anh em có đặt sát pháo đặt luôn nha. Nhưng mà đó em lên video sau đi. Để chiều nay em học lái xe rồi. Đi học chạy trong sân chuẩn bị em thi sát hạch rồi. Nên là tranh thủ cũng quay. Còn hai con ngực cam nè. Anh em nào chơi gọi em. Ê con này Đà Lạt cũng trắng chứ. Đà Lạt cũng trắng cắm hạt nè anh em. Đó. Con này đuôi nó hơi còn hai hai nè. Bán 400 thôi. Còn thằng này ngực cam. Ngực cam 450. Lộn nha. Dạo này hay bị lộn mấy vụ này lắm anh em. Tiểu My nè, mới vô quá trời luôn anh em. 300-350 con Tiểu My Lâm Đồng này lại ha. Giọng hót rất là hay. Anh em mình chơi liên hệ em ha. Rồi với một con hoét mày cục đuôi trắng nè. Con này giọng hót cũng hay lắm nè anh em. Thuộc thể loại ăn sâu nha. Bán 200 ngàn con đó đi nha ha. Cua bay đấu em cũng còn 3 con nè. Anh em nào chơi gọi nha. 300 ngàn con cua bay đấu anh em. Bao trống nha. Rồi chuyền chuyện đồng vàng luôn anh chị. Anh em kiếm con bắt giận con chơi nó hót hay lắm nha anh em. Chuyền chuyện đồng vàng nè, đây nữa nè. 350 một con thôi cả nhà ha. 3 bữa một con nha anh em. Chuyền chuyện đồng vàng ha. Rồi chà than luôn em. Chà than nè. Chà than 22 đuôi dài 22cm bán chưa? Còn luôn không? Con dãy cá bán rồi phải không? Rồi rồi. Đây một con dãy cá anh em. Mép vàng dãy cá luôn. Dãy cá này ngực nè. 500 ngàn một con.
bảy cá anh chị ha. Rồi một con than dài 22 cm luôn, bự kinh khủng luôn cả nhà, dài đòn mênh mang luôn nha. Anh em nào chơi bắt giùm em, lông lá trắng phao mức ngược cả nhà ha. Rồi 700.000 con dễ cá đó anh em. Số còn lại nè, 201 một con, lực lưỡng luôn, tướng tá lực lưỡng cả nhà, 201 một con đó. Có lấy không lấy anh em khác điện chốt luôn chứ đâu có chờ được, chim cò là không có chờ ai hết trơn á. Đây cả nhà ha, than nè đó, những bộ mà tuyển chọn khủng khiếp luôn, dài 21 cm, bán 300.000 thôi. Anh em bắt về đấu đá làm gì làm ha, dùng chim lông mỏng rất là đẹp anh chị. Hang chiền luôn, hang chiền 300 này, con này này là đuôi đen hai anh chị. Dưới đuôi nè, 300 nghe anh em. Nè, 400 nè, đuôi này đủ 400 nè. Đó. Con này đem mang ra lông đuôi nè. Đó, 30 anh chị, 30 ha. Rồi. Chè lửa em vẫn còn luôn em, lửa trong này có mấy con hót nè chị. Nè lửa máy nè anh em, được chơi bắt luôn, 230 con. Em nuôi cái hành chim thuộc luôn rồi cả nhà. Đó, lửa máy anh em. Đây. Có một con mép vàng này nó hót nè anh chị. Em đây chim, em ngồi em đây chim mà nó xuống đi gió nghe đã lắm, đuôi nó như đây phúng phúng ra hay gì á. Mai nuôi khỏe lắm anh em, về vô cá mình chơi thôi. Mép vàng nè anh em. Bên đây nè. À, 300.000 nha, 300, bữa mấy 300, hót hót cũng 300. Em nào bắt con đó, bắt con không, bắt con này cũng được. Con này thì chưa nghe hót cũng 300 nè. Còn lại thì 200.000 một con thôi. Mấy con này đuôi nó đen ra cả nhà. Nó ra nó cục á. Thay lông nó mới vừa xong lông luôn á anh chị. Đó anh em nào chơi bắt ha. Rồi, vàng anh nè anh em, vàng anh em cũng còn nè, 300 con. Thầy nào chơi gọi giùm bé Hào luôn. Vàng anh mướt rượt luôn em ơi. Đó, 300.000 một con thâu. Anh tước luôn, anh tước chiền có, anh tước bổi có, 350 con. Trời ơi, 350 nha anh chị nè, 350 nha quý vị ơi. Rồi vô luôn, chim đa đa nghe, đa đa anh chị, đa đa nè anh em ơi, đa đa nè, lông báo nha, lông báo 400.000 nha anh em, già nè, đa đa già 300 nè. Đó. Đa đa nha, anh em này cho đa đa liên hệ bé Hào luôn. Đó, đa đa nha anh em. Cúc bán à. Em tính để chơi mà mấy anh em hốt luôn. Hay thiệt. Rồi, đó, còn có con lông báo thôi, còn như chim tơ già già hoặc là nó hơi lú cửa thôi. Anh em chơi bắt 300 ha. Còn con tơ măng luôn thì 400 anh chị, tại nhập giá nó cao hơn đó cả nhà. Đó, đồ trẻ anh em. Đồ trẻ bây giờ anh em hốt búa đồ chơi ha. Rồi ok nha, em Hào tắt video tại đây ha. Rồi mai có chim gì nữa em báo cho anh em mình chơi nha.